đang cần thanh lý gấp một số loại xe giá rẻ nhất thị trường. Điện thoại 0977355248. Các bạn có thể kết bạn Zalo hoặc Facebook. Và sau đây mình quay chi tiết một chiếc xe Vespa phiên bản đặc biệt. Đó là 3VIA đèn vuông. Xe đẹp từ trong ra ngoài nhé. Vespa S 125 3VIA. Biển số này 36 9 nút nha anh em. Đấy, số quá đẹp luôn. Hàng 3VIA FP Frankfurt điện tử tiết kiệm xăng. Mua mới là 70 mấy triệu. Giờ giá chỉ rẻ hơn, giá nói chung là hơn con Sirius một xíu thôi. Là anh em có thể sửa cho mình một chiếc này. Bạn nào quan tâm chiếc xe này có thể liên hệ với mình qua số điện thoại 0977355248 hoặc các bạn Zalo Facebook mình nhé. Bên cạnh đó mình sẽ cho các bạn tham khảo một số dòng Vespa bên mình. Bên mình đang có nhiều Vespa này. Vespa LX nhập Ý. Mình đang còn rất nhiều ha. Cửa hàng mình đang còn mười mấy chiếc Vespa cần thanh lý. Giá mười mấy triệu. Giá từ 14 đến 16 triệu. 14 đến 16 triệu nha anh em. Đấy, ai bạn nào có nhu cầu có thể liên hệ mình, biển số thì tỉnh nào cũng có. Sài Gòn, Đồng Nai, Bình Dương nhá, các kiểu đủ loại màu sắc luôn. Bên mình đang bán rất nhiều loại Vespa. Và tiếp theo đây là một chiếc Vespa, đó là 3VIA phiên bản đặc biệt. Đó, mới tinh. Hàng tồn kho đăng ký 2019. Biển Bình Dương số đẹp luôn. Chiếc Vespa này 3VIA FP sang phiên điện tử mới tinh, mới gần 70 mấy triệu giờ. Con này mình thanh lý với giá đó là hơn 20 triệu. Bạn nào cần thì liên hệ mình nhé. Và một chiếc Vespa, đó là Vespa LVX phiên bản của Ý. Phong cách thời trang đường phố. Xe này mới nhập 123 triệu. Xe mới đi được 5.000 cây. Giờ xe này mình thanh lý với giá đó là hơn 30 triệu. Xe chính chủ luôn, đầy đủ hết. Bạn mua xe này sẽ rẻ, tiết kiệm được khoảng tầm gần 100 triệu so với xe mới. Đó, anh chị em nào có thể liên hệ thì qua Zalo hoặc số điện thoại của mình nhé. 0977355248. Cửa hàng mình còn rất nhiều dòng xe khác. Đấy, bạn nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với mình. Các kiểu con đà điểu luôn, cần thanh lý gấp. Ok, cảm ơn các bạn đã coi qua các dòng xe sản phẩm bên cửa hàng xe máy Phương Nam. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.